Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Thu Anh Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, bình luận và chia sẻ, theo dõi kênh của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram Magic Shop Tarot. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi, bây giờ mình xin phép được vào chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay là mình đang làm series tổng quan năm 2020 của 12 cung hoàng đạo. Hôm nay là cung thứ hai là cung sư tử. Thì mình sẽ làm phần 1 là sẽ về phần sự nghiệp, công việc trước, sau đó mới đến phần 2 là phần tình cảm. Thì như mình thấy trong năm 2020 của các bạn sư tử chắc chắn là có sự thay đổi. Chắc chắn là bạn sẽ phải nghỉ chỗ làm cũ hoặc có một cái sự gì để buông bỏ. Như kiểu là bạn đã tới giới hạn rồi, bạn không thể chịu đựng được nữa. Và đây là lúc để bạn rời khỏi cái tình huống, cái công việc không còn phù hợp, không còn phục vụ cho cái mục đích của bạn nữa. Tuy nhiên thì trước khi rời khỏi cái công việc này, cái tình huống này thì bạn cũng ăn hành hơi bị nhiều. Bạn đã ăn hành rất là nhiều đến khi nó giống như kiểu tức nước vỡ bờ hoặc là gió nước tràn ly, bạn không thể chịu được nữa thì bạn mới rời khỏi. Và bạn phải chú ý cho mình là có thể bạn rời khỏi bởi vì một cái tình huống cãi nhau, xung đột mà sử dụng cái lời nói rất là nhiều nhá. Có thể là bạn cãi nhau với sếp, với đồng nghiệp đến mức bạn tức quá không thể chịu được thì bạn phải ra đi. Hoặc là cái quyết định của bạn khiến bạn cãi nhau bất hòa với gia đình, với người thân của mình. Tuy nhiên như mình thấy, mới đầu thì bạn cũng kiểu cố gắng ở lại cái công việc này, cái quyết định này hoặc là cái ngành học này bởi vì bạn muốn cố làm hài lòng những người xung quanh. Tuy nhiên là mình thấy đến phút cuối thì bạn đã phải lựa chọn bản thân mình trước. Bạn không thể sống vì những người xung quanh mãi được, bạn muốn trở nên ích kỷ hơn một chút, bạn muốn nghĩ cho mình trước tiên. Và đó, bạn đã đi đến một cái quyết định, đó là cắt bỏ cái công việc, cái tình huống hoặc những mối quan hệ mà không toxic, độc hại cho bạn. Thì mình cảm thấy như ở đây là trong nửa đầu năm thôi, một tháng nào đấy trong nửa đầu năm thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi về công việc, sự nghiệp và ngành học như thế này. Thì mình thấy nhá, cái công việc mới của các bạn mang lại cái cảm xúc, thậm chí là cái trải nghiệm rất là tích cực. Như bạn thấy năm lá ở đây, chúng mình có Ace Pentacle, Ace of Cup này, đều là lá tốt. Có nghĩa về tiền và mặt cảm xúc thì bạn đều rất là tốt. Chúng mình có Four of Wands, chúng mình có Ten of Cups và chúng mình có Seven of Pentacles. Thì trong cái công việc mới này chỉ có một cái điều duy nhất, đấy là bạn, dĩ nhiên là bạn có vẻ bận rộn hơn trước, nhiều việc hơn trước. Và mình cảm thấy có xu hướng là làm một mình và cũng hưởng một mình. Nghĩa là mình thấy không có nhiều sự giúp đỡ từ người khác đến với bạn trong cái công việc mới này. Tuy nhiên bạn rất là thích nó, bạn rất là đam mê với nó, và bạn rất là happy vì cái công việc này. Nên nhìn chung Dù là để có nghĩa là khi mà cả lúc mà rứt áo ra đi khỏi cái công việc cũ thì bạn rất là đau khổ, nhưng mà những gì mà bạn nhận được trong cái công việc mới này cực kỳ đẹp, rất xứng đáng để có bạn, để bạn rứt áo ra đi khỏi cái tình huống cũ. Để mình xem bài oracle cho bạn xem có lời khuyên nào cho các bạn cung sư tử không nhá. Nói chung mình thấy đây là một quyết định cực kỳ đúng đắn của bạn khi bạn đồng ý ra đi. Mình cảm thấy là bạn đã mong muốn ra đi từ lâu lắm rồi, nhưng mà bạn vẫn luôn cố làm hài lòng những người xung quanh mình. Thì nên là bạn chần chừ, bạn trì hoãn cái quyết định này của mình. Nhưng mà cái quyết định ra đi của bạn là cực kỳ chính đáng. Bởi vì sau đấy bạn không nhận được không chỉ hạnh phúc mà những người xung quanh bạn cũng tán thưởng cho bạn. À, mình quên không nói, hôm nay mình mới mua thảm mới, thảm lông. Trước đây thì mình dùng cái thảm màu đen, cái đấy không phải là thảm, cái đấy thật ra là cái tấm phủ của đàn organ của mình.
Nhưng mà bây giờ thì mình đã dùng thảm lông rồi. Mình thấy thảm lông màu trắng thì cũng sẽ đẹp hơn, mặc dù mình cảm thấy là nếu mà dùng thảm đen thì màu bài lên đẹp hơn. Màu bài nó nhiều màu sắc hơn, nó colorful hơn, nhưng mà dùng thảm trắng thì tuy là cái background đẹp đấy, nhưng bài lên màu cứ xỉn xỉn sao ha. Rồi để mình xem Oracle. Nói chung các bạn sư tử năm nay là xin chúc mừng các bạn. Mình cảm thấy cái mặt lợi được nhất trong cái công việc mới này của các bạn ấy, nó không phải là tiền, không phải là kinh nghiệm, không phải là đồng nghiệp, không phải là sếp, mà nó là đam mê, nó là sự vui vẻ, cực kỳ vui vẻ luôn, cái niềm vui. Cái niềm vui trong công việc của các bạn. Có thể là các bạn được làm một công việc mình thích, có thể lương thấp hơn chỗ cũ nhưng mà bạn cực kỳ thích nó. Đó là công việc mà bạn như kiểu là bạn đã hình dung ra mình sẽ làm cái công việc này từ khi bạn bé rồi, từ khi bạn còn bé. Energy, hãy mở rộng lòng, tấm lòng mình ra và nhận lấy cái sức mạnh từ bên trong. Nhất là bản thân bạn rất là mạnh mẽ. Bạn hãy biết là dù thế nào đi nữa thì cái người mà sẽ luôn sát cánh cùng bạn ấy chính là cái bản thân bạn, là cái người bên trong bạn. Thế nên là bạn không được phép gục ngã. Discernment, nhìn thấy sự thật trong mọi tình huống, sử dụng các giác quan và đừng để bị đánh lừa. Chú ý vào trực giác của bạn biết. Rất là nhiều màu đỏ. Lửa, năng lượng của lửa hừng hực cho các bạn sư tử. Sư tử cũng là nhóm hỏa nhỉ. Thì mình nghĩ là bạn vốn mình biết là các bạn sư tử nhá. Các bạn sư tử tuy là nhóm hỏa nhưng mà cái trực giác của các bạn rất là mạnh. Mình cảm thấy trong các nhóm hỏa thì sư tử thuộc lại là cái nhóm có trực giác mạnh nhất. Nên là các bạn mình biết là các bạn vốn đã biết đâu là công việc phù hợp dành cho mình, đâu là ngành học phù hợp dành cho mình rồi. Nhưng mà bởi vì các bạn để lý trí dẫn đường, và đây bây giờ là thời điểm các bạn để trực giác và trái tim chiến thắng. Ok. Nói chung là trong năm nay sẽ có một quyết định khiến bạn đau lòng, nhưng bù lại những cái mới đến nó cực kỳ đáng để bạn buông bỏ, để bạn rời bỏ khỏi cái tình huống cũ đó. Mình xin chúc mừng các bạn sư tử nhá. Rồi bây giờ mình xin phép được đến phần 2, đó là chuyện tình cảm, tổng quan tình cảm trong trong năm 2020 của các bạn sư tử. Xin chào các bạn cung sư tử. Đây là phần 2 của video tổng quan năm 2020 của cung sư tử, và đây là phần tổng quan về chuyện tình cảm cho các bạn. Thì như mình thấy, nếu như mà trong chuyện công việc, sự nghiệp của các bạn năm nay là một năm khởi sắc, thì trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với các bạn đã có đối tượng, thì năm nay là một năm có nhiều tin không vui cho lắm. Mình cảm nhận được có sự xuất hiện của người thứ ba ở đây, có thể đến từ phía bạn hoặc đến từ cái phía partner của bạn. Thì người thứ ba ở đây thật ra là một cái hệ quả tất yếu từ cái việc mà bạn và partner của mình không chịu chia sẻ, không chịu lắng nghe nhau. Mình cảm thấy là các bạn đã giấu giếm nhau khá là nhiều. Các bạn như kiểu là không phải là giấu giếm mà là nhịn. Như kiểu các bạn rất là bực mình, có những cái thứ cần phải nói ra, cần phải xả ra nhưng các bạn lại nhịn. Các bạn nghĩ là nếu mà nhịn như thế thì sẽ tốt hơn cho mối quan hệ, nhưng mà thật ra không phải. Nhịn lâu ngày như thế thì nó sẽ bị ứ đọng lại, các tâm sự rồi các suy nghĩ nó ứ đọng lại trong người, thành ra là nó lại không được giải quyết. Và xong đến khi mà các bạn không thể chịu được nữa, thay vì các bạn nói lời chia tay thì các bạn lại tìm đến một cái nguồn vui từ bên ngoài. Nên là các bạn hãy trong trường hợp mà bạn cảm nhận được là partner của mình có người thứ ba thì bạn hãy cố gắng sử dụng cái trực giác của mình. Mình cảm thấy là trực giác của bạn biết đâu là đâu là tình địch, và liệu là người partner của mình, người yêu của mình đang có đối tượng thứ ba hay không. Tuy nhiên
là về cách xử trí thì các bạn hãy cố gắng xử lý một cách bình tĩnh và cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hãy cố gắng tự chủ hết mức có thể. Nhưng mà để ngăn cái việc này không xảy ra thì mình nghĩ ngay từ đầu các bạn nên có một cái clear communication với nhau, một cái tương tác giao tiếp rõ ràng. Hãy nói, hãy bộc lộ hết ra đi, để nó bùng hết ra đi. Mình sư tử là cái cung mà rất là thẳng thắn, nên mình nghĩ là các bạn cũng không nên giữ quá nhiều trong lòng làm gì. Còn với các bạn chưa có đối tượng thì mình nghĩ năm nay các bạn cũng chưa chắc đã gặp được một người phù hợp với mình. Vì năm nay là cái năm mà các bạn tập trung nhiều hơn vào công việc và học hành. Còn nếu mà các bạn có thì các bạn tránh cho mình đừng có bốc đồng quá nhá. Kiểu sử bạn thích một ai đấy thì bạn đừng có tiến tới tấn công quá nhanh, người ta lại sợ, người ta lại chạy đi. Thế nên mình, với các bạn còn độc thân thì các bạn cố gắng từ tốn, bình tĩnh cho mình. Còn các bạn đang trong mối quan hệ thì chú ý sử dụng trực giác để biết được là người yêu của mình có đang loyal với mình hay không. Và nhưng mà quan trọng nhất là các bạn hãy nói hết thẳng ra với nhau những gì còn đang giấu giếm, những cái điều mà không ưa ở nhau. Mình thấy nhá, với các bạn còn độc thân ý, rất là nhiều người thích bạn. Bạn rất là nhiều vệ tinh vây quanh bạn, bạn cũng thích nhiều người. Nhưng mà cái tần số của bạn với những cái người đấy nó không match. Và bởi vì vậy nên là như kiểu lắm mối tối nằm không á. Nói chung là so với chuyện công việc thì chuyện tình cảm của các bạn năm nay không được tốt cho lắm. Nhưng mà chả sao cả. Gọi là gì nhỉ? Đỏ đỏ bạc đen tình à? Ok. Rồi, mình sẽ rút thêm lá nữa để lời khuyên tổng thể đến cho các bạn nhá. Các bạn hãy nhớ này, trước tiên nhá, là dù thế nào đi nữa thì các bạn cũng phải biết ơn những gì mà mình đang có. Các bạn không nên nhìn vào cái mặt xấu của vấn đề, cái mặt tiêu cực của vấn đề. Hoặc là có một cốc nước thì bạn hãy nhìn vào, hãy nghĩ rằng cốc nước này nó đầy một nửa thay vì nghĩ là nó vơi một nửa. Mỗi sáng bạn ngủ dậy hãy biết ơn vào những điều nhỏ nhặt nhất. Biết ơn rằng mình vẫn còn sống, mình có đồ ăn để ăn, mình có quần áo để mặc, mình đang sống trong một đất nước không có chiến tranh. Thì cái suy nghĩ như thế sẽ giúp cho bạn được tìm thấy được bình yên trong lòng. Thế nên những cái chuyện như kiểu là tại sao lại cãi nhau với người yêu, tại sao lại mình lại chưa tìm được cái người phù hợp cho mình, nó sẽ không còn quan trọng nữa. Bạn chỉ nghĩ đến những cái vấn đề như thế tại vì bạn đang rảnh quá, bạn không nghĩ phải nghĩ đến miếng ăn, bạn không cần phải nghĩ đến việc làm thế nào để hôm nay sống sót. Giả sử bạn sống trong một vùng đất có chiến tranh, có nội chiến, mỗi sáng ra bạn nghe tiếng bom nổ thì bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến những cái vấn đề như là tại sao mình như thế này mà lại không có người yêu, hay là tại sao mình tốt như thế này mà cái người yêu của mình đối xử tệ với mình. Thế nên mình cảm thấy khi mà nếu mà bạn tìm được bình yên trong tâm hồn ấy thì tất cả những điều xung quanh bạn nó tự động đâu vào đấy, nó tự động tốt. Vì mình phải hiểu là thế giới bên ngoài là phản ánh của cái nội tâm bên trong bạn. Thế nếu bên trong bạn mà chưa bình yên, bạn chưa biết biết ơn những thứ xung quanh mình thì vũ trụ cũng sẽ đem đến cho bạn những cái rắc rối, để đến khi nào bạn học được bài học, bạn cảm thấy bình yên thì mới hết được các cái rắc rối đấy. Và một cái lời khuyên thứ hai dành cho bạn là hãy ở bên cạnh những người mà khiến cho bạn tỏa sáng, những người thật lòng yêu bạn và thật lòng quan tâm đến bạn. Hãy giữ họ ở lại và để cho những người kia đi. Thế nên là với các bạn mà sư tử mà giả sử trong năm nay đúng là các bạn bị cắm sừng chẳng hạn ấy, thì mình nghĩ chỉ một bộ phận các bạn có như thế thôi. Mình không muốn đánh đồng tất cả các bạn sư tử trên thế giới đâu thế nhá. Giả sử bạn có bị đối xử tệ bạc, bạn bị cắm sừng thì đừng có thì nếu mà mình cảm thấy mình bị đối xử tệ
và mình cảm thấy mình không làm gì sai thì ok, đấy không phải lỗi của mình. Đừng có tự dằn vặt nữa, đừng có nghĩ là tại vì trước đây mình như thế này, mình thế kia nên bây giờ mình xứng đáng với cái sự bất công đấy. Không, bạn không bao giờ bị xứng đáng với sự bất công cả. Không ai có quyền được làm tổn thương bạn hết. Thế nên là nếu mà người ta thật sự tệ với bạn thì bạn không cần phải nghĩ đến việc tha thứ đâu. Bạn cứ let him go hoặc let her go đi. Ok. Và kể cả các bạn sư tử còn độc thân nhá, với những cái người mà bạn thấy không cùng tần số, không match với bạn, thì các bạn cũng không cần phải đắn đo, áy náy, nuối tiếc người ta. Nếu không thích thì các bạn next luôn. Bởi vì mình rất thích sư tử ở một cái là lòng tự tôn của các bạn rất là cao. Ba bạn không, tại vì mình là một thiên bình, thế nên là đôi khi mình rất là chần chừ và lưỡng lự khi về mình phải ra quyết định, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thế nên khi mình thấy được cái cách giải quyết vấn đề cực kỳ gọn gàng của các bạn sư tử, mình rất là thán phục các bạn. Thế nhá, mình thấy là những cái chuyện không hay xảy ra trong chuyện tình cảm ấy cũng là một cái cách để rèn giũa bạn, để như là một cái chướng ngại trên cái hành trình tâm linh của bạn. Nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, nó thay đổi, giúp bạn thay đổi cái cách bạn nhìn nhận về các mối quan hệ, về tình cảm lãng mạn và rộng ra hơn là về cuộc sống. Rồi, mình xin phép được dừng video của các bạn sư tử bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Bye bye.